Tập 34. Ai đó? Đứng lại! Phủ đệ quốc công, sống giàu sẽ chết. Đa tạ Ly công. Đêm hôm khuya khoắt, bệ hạ có chuyện gì tới thăm thần vậy? Ở trong lòng Ly công, trẫm chỉ là một đứa trẻ có chí nhưng nhút nhát thôi, hoàn toàn không xứng là đối thủ của Ly công. Nên Ly công dám vào cung gặp trẫm không đem theo gì cả. Và Ly công cũng không ngờ có ngày trẫm sẽ tới gặp Ly công mà không đem theo gì cả, đúng không? Đúng vậy. Nếu là mấy ngày trước nghe Ly công trả lời trẫm như vậy, chắc chắn trẫm sẽ nổi cơn thịnh nộ. Và lúc này trẫm không thể không thừa nhận lời Ly công nói đúng. Trẫm làm vua quá trẻ, chỉ muốn ra oai với người trong hoàng thất, không biết thế lực của thiên hạ, cũng không biết được nỗi khổ của dân, hành sự bất chấp thủ đoạn, đã phạm quá nhiều lỗi lầm vô ích và làm tổn hại quá nhiều người vô tội. Hôm đó Ly công nói ngai vàng của quân vương như quả lò. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, trẫm đã hiểu rõ rồi. Trẫm vô đức vô đạo, không xứng với ngôi vị quân vương. Lòng trẫm đã quyết nhường ngôi cho hiền thần. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Ngồi sao vậy? Không biết ăn cơm luôn hả? À, không sao, ta đút quên ăn. Sợ cái gì chứ? Đã một ngày không ăn cơm rồi. Mau đi, hái miệng ra. Thôi đi nha, bây giờ quân chỉ nghe lời công chúa thôi có phải không? Không nghe lời lão đại này nữa chứ gì. Ta sắp giận lên rồi đó. Ta điểm đến 3, quân không ăn ta đổ bỏ hết. 1. Ta điểm đến 2 nữa nha. 2. Huynh ngoan lắm đó. Có ngon không? A Tô Lạc đã chịu ăn cơm rồi sao? Ta đi tìm nhiều chỗ lắm rồi, cuối cùng đã tìm được bánh trái thơm huynh ấy thích ăn nhất, nhưng không biết có ngon bằng bánh năm ngoài hay không. A Tô Lạc à, huynh đừng có sợ. Huynh ấy là cơ giả, bằng hữu tốt nhất của chúng ta đó. Thôi cô đút cho huynh ấy ăn đi. Ta ngồi ở đây được rồi. Vũ Nhiên, hình như là cô tới đó.
Cất hết mau lên, mau cất hết đi. Bình cái này đi luôn đi, mau lên mau lên. Tu Lạc à, chúng ta vào trong nhà ăn được không hả? Mau. Vũ Nhiên, nhanh lên. Mở cửa. Nhanh lên. Đi. Vũ Nhiên. Tới ngay. Quỳnh ngoan ngoãn ngồi ở đây nha. Đừng có cho cô ấy lên tiếng đó. Vũ Nhiên. Sao con mở cửa lâu quá vậy? Con đang pha trà. Pha trà? Không phải ngày trước con không thích uống trà sao? Đó là ngày trước thôi. Ngày trước con không thích uống lắm. Nhưng bây giờ con thích uống trà không được sao? Con như vậy thì ta yên tâm rồi. Cuối cùng con cũng bước ra khỏi chuyện đó. Tu Lạc, cả ta huynh cũng không nhớ nữa sao? Nhưng huynh phải nhớ ăn cơm kia chứ. Cả ngày nay không ăn cơm rồi, không đói hả? Ta cũng đã đói rồi. Huynh ăn một miếng đi. Cái này không có độc đâu, ngon lắm đó. Ta ăn cho huynh coi. Ngon lắm. Thật sự ngon lắm đó. Tu Lạc, ta cho huynh hai sự lựa chọn. Điều thứ nhất, huynh tự ăn một miếng. Điều thứ hai, ta đánh cho huynh xỉu. Sau khi huynh xỉu rồi, ta sẽ đút huynh ăn. Huynh tự chọn đi. Có ngon hay không? Vũ Nhiên, ta và con rời xa quê hương tới Đông Lục này sống nương tựa vào nhau. Ngày trước ta cho con thành hôn với thế tử cũng là vì suy nghĩ cho con. Nhưng mà không ngờ cậu ta lại gặp phải chuyện như vậy. Cái người cần nhất là đám kỵ binh của Thanh Dương, có đúng không? Con biết mà. Ước mơ suốt đời của cô ngoài chuyện phục quốc vẫn là phục quốc. Thật ra ta cũng biết con và thế tử không có hôn nhân thật. Chờ mọi chuyện ổn định rồi, con tự lựa chọn người mình yêu mà lấy. Nhưng không thể là cơ giả. Ở trong thời loạn thế này, con nhất định phải lấy một người có quyền thế trong tay. Chỉ vì có người như vậy mới bảo vệ được con, và có người đàn ông như vậy mới đáng cho con ký thác cuộc đời. Cô nói giống như những người của thời cổ đại xa xưa vậy. Con vẫn là câu nói đó. Người con thành thân chỉ có thể là người con thật sự yêu thương. Được rồi, bây giờ không nói chuyện này nữa. Ta tới để kêu con thu dọn đồ đạc sẽ rời khỏi Thiên Khởi. Ngày mai bệ hạ triệu tập quần thần yến ẩm, có thể sẽ tuyên bố thoái vị. Hoàng đế thoái vị? Thời cuộc đế đô ngày càng phức tạp, ta càng ngày càng nhìn không thấu những sự thay đổi đó. Bây giờ chúng ta không thể ở lại quá lâu. Một khi cục diện mất phương hướng, chúng ta nhất định phải lập tức trở về Nam Hoài. Được rồi, không nói nhiều nữa. Ta phải về Trường Lạc Cung nghị sự với trưởng công chúa. Con cũng nghỉ ngơi sớm đi.
những lời cô ta vừa mới nói. Huynh có nghe thấy không? Có nghe. Lúc nãy A Tu Lạc đã chịu ăn rồi. Vậy tốt quá rồi. Hình như là hoàng thượng muốn thoái vị đó. Phải. Chuyện quan trọng nhất là phải mau chóng đưa A Tu Lạc ra khỏi thành. Hoàng đế đột nhiên thoái vị, trong lúc này nếu phát hiện A Tu Lạc vẫn còn sống, huynh ấy sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, không ai chịu tha cho huynh ấy đâu. Thật không ngờ con trâu nước như huynh giờ cũng thông minh rồi. Nhưng mà hiện nay ngoài kia khắp nơi đều là tuần binh của người Lý Quốc, chúng ta làm sao ra khỏi thành? Nếu không nhiều người lắm ta có thể ứng phó mà. Nhưng mà chúng ta dẫn theo huynh đấy. Huynh còn nhớ lời công chúa Tiểu Chu nói không? Một khi huynh ấy bị chọc giận, chúng ta không ai kiềm chế được đâu. Phụ thân muốn đi dự yến, con biết sẽ không ngăn được người, nhưng con nhất thiết phải khiêm nhường đi một mình vậy không? Tiểu hoàng đế bày tiệc, nói là nhường ngôi cho hiền thần. Nếu ta mang theo binh lính, vậy là trở thành bức cung rồi. Con cảm thấy đây là một âm mưu. Âm mưu à? Trước đây họ nhìn thấy Liên Quốc chúng ta thay đổi nên thay đổi theo, nhưng còn lần này là Liên Quốc chúng ta tự bị cuốn vào trong thay đổi đó. Nên ta không dẫn con đi. Con gái của ta dẫn theo binh phụ của ta ngồi giữa quân binh, điều này đối với Thiên Khởi chính là một sự hâm dọa. Sao vậy? Còn lo hay sao? Con đừng lo. Trên đời người có thể bắt phụ thân của con không được mấy người, và mấy người đó đều không ở trong Thiên Khởi thành này. Hả? Hả? Vậy phải nhờ Tạ Thúc Thúc đi với cha. Được, nghe lời con. Lão gia, tình hình thế nào? Xích Hầu hồi báo có 5 nước đều động quân ngũ đi thẳng vào trong đế đô. Các chư hầu cuối cùng đã chuẩn bị sẵn sàng quyết chiến với ta. Liên quân tới được đế đô này cần phải có thời gian. Trước khi tới được đế đô, nhất định phải đi ngang qua ải Thương Dương. Chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị. Lão gia, người nghĩ chuyện này nên ứng phó ra sao? Nếu quần hồ hợp sức với quần hồ để ăn thịt sư tử, thì bọn chúng nhất định sẽ hợp sức. Nhưng quần hồ hợp sức lại với nhau cũng cần có một hồ dương để làm thống soái. Nếu không thì sẽ rối loạn, cho nên không vội. Ngươi hãy cùng với ta đi dự yến hội của hoàng đế trước, tận mắt chứng kiến đế dương gia nội chiến. Chắc buổi yến hội này sẽ thú vị lắm đây. Đi nha. Vì chị ta sớm quá hà. Các ngài có biết tổ chức buổi tiệc này là vì chuyện gì hay không vậy? Hay, trên dưới trong triều đều đang bàn tán, ai mà không biết. Bệ hạ tuổi đời còn trẻ mà muốn nhường ngôi rồi. Chuyện này triều của ta chưa từng xảy ra. Đúng vậy đó. Không nghe nói sao? 5 nước liên quân đang trên đường tới đế đô. Trưởng công chúa điện hạ đã bí mật truyền Cẩn Dương Thiết Khoáng, nói là thiên khu võ sĩ đoàn
mê hoặc thánh quân. Kìa, doanh vô ấy tới kìa. Chư vị ái khanh, trẫm tại vị 14 năm khó mà có dịp được thoải mái tự tại. Hôm nay đứng trước đại điện này, chư vị hiền khanh buông bỏ giáo gươm, đương nhiên cũng không phải là lúc để trẫm nghiêm nghị cứng ngắc. Nhưng với cảnh tượng ngày hôm nay, tất cả các quần thần không còn sự khoảng cách, đây là lần đầu tiên trẫm thấy rất phấn khởi, chia sẻ cùng chư khanh. Rót đầy cho trẫm. Tôi ái khanh, ngày đầu trẫm lên ngôi, cô nói với trẫm, sách vở trong thiên hạ đều nằm trong đầu của tôi ái khanh. Nếu trẫm có điều gì không hiểu thì cứ hỏi tôi ái khanh. Nhưng trẫm đem lời cô nói cất lại phía sau đầu mình. Được bệ hạ nhớ tới chính là phúc của thần. Điều trẫm thật lòng ngưỡng mộ chính là cuộc diễn du của ái khanh. Nghe nói Tô ái khanh đã từng đi ngâu du khắp thiên hạ, vẽ bao cảnh đẹp. Trẫm cũng từng học vẽ tranh, hy vọng có ngày được cùng với Tô ái khanh ngồi vẽ tranh cảnh sông nước. Nếu như bệ hạ muốn di hành thì thần nguyện đi theo hầu, cùng bệ hạ ngắm nhìn giang sơn. Nhớ giữ lời hứa đó. Ái khanh. Bệ hạ. Mời ái khanh đứng lên. Tạ ơn bệ hạ. Ái khanh nhiều năm dốc sức bồi dưỡng hiền sĩ cho quốc gia, bồi dưỡng ra nhiều nhân tài xuất chúng. Ly rượu này, trẫm mời ái khanh. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ. Những ngày tháng qua, trẫm đã nhất mực kiên quyết muốn trưởng công chúa trả lại triều chính. Mời các vị đại thần có thể nói chuyện cùng trẫm bàn luận quốc sự. Ái khanh cũng là một trong số đó. Dạ phải phải. Sau đó ái khanh cảm thấy trẫm quá quan đường nên không tới nữa. Nhưng những ngày đó lời ái khanh nói khiến trẫm thấy mình thiển cận. Thần không dám, thần không dám. Ái khanh đứng lên. Ly công, ngài phải uống vài ly với trẫm. Uống rượu không tốt, bệ hạ nên uống chừng mực thôi. Hôm nay Ly công đừng khuyên nhủ trẫm. Trẫm thường hay suy nghĩ làm sao mới là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, làm sao mới có thể xứng là một vị quân vương được vinh danh vào sử sách. Sau khi gặp được Ly công, trẫm bàng hoàng tỉnh ngộ. Vị minh quân ngài nói không phải chính là Ly công sao? Bệ hạ quá khen rồi. Ly công hùng bá đông lục, chư hầu khiếp sợ, dẫn theo đội quân lôi kỵ vào đế đô gặp trẫm. Bao nhiêu chư hầu rất muốn ngăn Ly công lại ngay giữa đường đi, nhưng Ly công như đi vào chỗ đông người, anh hùng biết bao, giữ sứ mệnh bảo vệ thiên khởi, dùng tư cách một chư hầu bảo vệ cho đế đô được quy hoàng. Bao nhiêu người hận khanh ghét khanh nhưng vẫn không làm gì được, ngài vẫn hàn nhiên bá đạo. Trẫm ngưỡng mộ. Bệ hạ tổ chức yến tiệc ở đây lại bỏ nhiều chi phí, mời các đại thần tới chắc không phải chỉ để nói những lời sáo rỗng này thôi, có đúng vậy không? Chư vị ái khanh, hôm nay trẫm có một chuyện lớn cần tuyên bố. Nhưng trước khi tuyên bố,
Trẫm muốn khẩn cầu Ly Công một chuyện này. Xin bệ hạ cứ nói. Trẫm muốn trở lên kiếm cát xem thử, không biết Ly Công có đồng ý cùng trẫm đi lên đó hay không. Ly Công rất thích Thiên Khởi Thành của trẫm đúng không? Giờ đây chỉ còn lại hai chúng ta, Ly Công có thể nói thẳng lòng mình. Không ai không muốn đi lên tòa thành này. Giống như mỹ nhân đệ nhất trong thiên hạ, là nam nhân đều muốn được ngắm nhìn. Ly Công đem đồ thành của trẫm ví như mỹ nhân. Thật là thú vị. Nếu nó là mỹ nhân, một mỹ nhân ở với trẫm suốt 14 năm, trước giờ chưa bao giờ trẫm nhìn kỹ về nàng ấy. Ly Công đường xa xôi vạn dặm tới đây ngắm nhìn mỹ nhân, có vừa ý hay không? Thần vẫn thấy thích cái bóng của nàng hơn. Người đời luôn là như vậy, đồ ở trong tay mình đều thấy không tốt bằng cái của người khác. Xin mời đại nhân. Mời đại nhân. Xin mời. Mời đại nhân. Kính đại nhân một chút. Xin mời. Xin kính đại nhân. Xin mời. Sao không thấy cây kiếm nào ở đây hết vậy? Trẫm thấy nó chật chội nên đem đi nơi khác rồi. À, bệ hạ đưa thần tới đây để nói chuyện gì vậy? Trẫm chỉ là muốn biết sau khi thoái vị, Ly Công đối xử sao với trẫm. Chỉ cần Ly Quốc chiếm cứ đế đô một ngày thì thần bảo vệ bình an cho bệ hạ một ngày. Bệ hạ thích vẽ tranh, nếu muốn đi ngao du sơn thủy thì thần có thể sai người đưa bệ hạ tới bất kỳ chỗ nào mà bệ hạ muốn. Nếu bệ hạ còn có yêu cầu gì, xin cứ việc nói thẳng. Không có gì, đa tạ Ly Công quan tâm chu đáo. Nhưng mà tại sao Ly Công có thể đứng trước mặt một nam nhân đoạt lấy mỹ nhân mà người đó yêu thương nhất? Trẫm thà rằng tự tay hủy diệt nàng ấy. Bệ hạ đang muốn dùng thân phận thiên hạ chí tôn cùng kẻ chư hầu ngang ngược này đi xuống suối vàng hay sao? Hôm nay Ly Công tới không phải là tới xem kịch hay sao? Kịch hay bắt đầu rồi. Vậy chính là hai người chúng ta. Từ sớm ta đã biết bệ hạ không dễ dàng buông bỏ đâu. Bất cứ ai từng nắm quyền bính trong tay đâu có thể dễ dàng buông bỏ như vậy. Nhưng mà làm vậy có đáng hay không? Đáng lắm. Giết chết quốc tặc tất cả đều có thể hy sinh, bao gồm cả bản thân trẫm. Tuy Thái Thanh Các này là nơi cao nhất Thiên Khởi Thành, chỉ dựa vào ngọn lửa này e là người không thể bắt được ta đâu. Vì trẫm sẽ đạp lên Thái Thanh Cung. Thái Thanh Cung chưa đủ, trẫm sẽ cho tòa Thiên Khởi Thành này làm quan tài của Ly Công. Cản đường ta thì chết. Yeah!
ở trong đó. Tấn công cho ta, tấn công. Lúc này nhân võ bá quan có lẽ đã chết gần hết rồi. Tất cả văn võ bá quan người đều giết chết hết. Vậy thì ai sẽ giúp người quản lý giang san xã tắc này? Đám quan võ không thể ngăn được quân giặc ở ngoài thành, quan dân không thể phò trợ quân dân an định thiên hạ, sao có thể giết chết được chứ? Bạch thị ngàn năm, ngai vàng lại lọt vào tay của một kẻ điên khùng như ngươi vậy. Và đường đường ly quốc công doanh vô ích sắp sửa phải chết trong tay của một kẻ điên khùng rồi. Ngươi là tên tiểu tạp chủng. Tiểu tạp chủng. Nè, con cháu Ly Quốc trung thành nhất của ông tới cứu ông kìa. Nhưng bọn chúng sắp chết ngoài dọc đường, và mỗi con đường trong Thiên Khởi Thành của ta đều là một phần của chúng. Kêu đám tử sĩ của ngươi dừng tay lại, nếu không thì ta sẽ đem đại vận hoàng đế chôn cùng với chúng. Chúng ta đều ở ngoài trận chiến, ngươi không thể hạ lệnh cho binh sĩ của ngươi rút lui. Chấm làm sao có thể hạ lệnh bảo họ dừng lại? Lý công không chịu nổi nữa sao? Biện pháp để hòa giải không phải là không có, chỉ là coi Lý công đồng ý trả giá như thế nào thôi. Ngày đầu tiên Ly Công tới đây đã nhìn thấy bảo kiếm thừa ảnh của tiên đế. Trăm ngàn năm này mọi người đều nói nó là kiếm sát nhân thời loạn thế, và chính tiên đế đã từng dùng nó kết thúc thời loạn thế. Nếu Ly Công dùng thanh kiếm này tự sát thì thiên hạ sẽ được bình yên. Loạn thế còn chưa bắt đầu đã kết thúc trong tay của chúng ta. Ông nghĩ sao? Ngọn lửa sẽ không lan tới Trường Lạc Cung chứ? Xung quanh Trường Lạc Cung này được nguồn nước bao vây, trong cung đủ thiết bị cứu hỏa, điện hạ cứ việc yên tâm nghỉ ngơi. Thái Thành Cung là nơi liệt tổ liệt tông Bạch Thị ta lập nên thiên hạ, bị thiêu hủy như vậy đúng là đáng tiếc. Dưới sự đổ nát này, điện hạ sẽ gây dựng tương lai huy hoàng,
Bích Thành tiên sinh tốn công tốn sức khiến cho thế tử Thanh Dương đã chết bình an trở lại, giúp hắn phượng hoàng tái sinh. Nhưng hắn không còn trên bàn cờ của chúng ta nữa. Không, hắn vẫn còn tác dụng. Bất cứ con cờ nào trên bàn cờ này đều có ích, đều là mấu chốt thắng bại. Chạy đi, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy lên, cẩn thận đó, đi lên, chạy rồi, bên này nè, chạy rồi kìa, chạy đi, bao nhiêu đi, mẹ nè đi đường này đi nữa, đúng kiểu này, đi đâu, chạy lên đi, chạy lên đi, chạy lên, 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 chạy lên. A-tu-lạc, 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 quay lại, quay lại, A-tu-lạc, 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 lại đi. A-tu-lạc, quên tỉnh lại đi. Thổi tiêu đi, thổi tiêu. Đi. Quân đã nhìn thấy kẻ thù giết người sẽ mất hết lý trí. Nói thì dễ, nhưng giờ làm sao kiềm chế được quân ấy đây? Bây giờ phải làm sao đây? Đi tìm công chúa Tiểu Chu, nhờ cô ấy nghĩ cách. Đi. Công chúa điện hạ, bệ hạ khổ tâm dứt dạ. Tất cả là vì điện hạ. Những cung nhân này theo hầu điện hạ đã lâu, biết quá nhiều bí mật của điện hạ, không thể tha được. Nếu bệ hạ không về được, sau này điện hạ kế thừa Giang Sơn Đại Vận, tất nhiên sẽ có người mới tới chăm sóc điện hạ. Các người đi rồi, các người đi hết rồi. Kim Quỷ Thiết Khoáng, trong này là tương lai của cả đế triều. Bệ hạ, ký thác tất cả lại cho người. Ta không cần Thiết Khoáng, ta cũng không cần hoàng vị của người. Ta chỉ muốn ca ca ngày xưa của ta. Ta chỉ muốn ca ca ngày xưa của ta. Mau cho ta ra ngoài, đầu nó kêu thằng ta lại mà. Là ta đi. Để để trời ơi, Sơn đâu sao hả? Chạy lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Quốc Sơn đâu? Bao bao. Bao lên đi. Quốc Sơn. Quốc Sơn. Trời ơi, nhanh lên đi. Vẫn chưa tìm thấy Vũ Nhiên sao? Trong thành đang giết người khắp nơi, đâu tài thật sự không dám đi xa. Lấy xe, triệu tập tất cả giáp sĩ trong dịch quán. Tuyệt đối không được đâu quốc sư. Lỡ như quốc sư có mệnh hệ nào, đâu tài đứng trước mặt quốc chủ chỉ còn con đường chết mà thôi. Quận chúa trước giờ lanh lẹ, nhất định không sao đâu. Xin quốc sư hãy suy nghĩ lại. Tòa thành này sắp trở thành địa ngục rồi, các ngươi muốn quận chúa chết sao? Tránh ra. Cung tiên sinh, trưởng công chúa điện hạ sai đô tài tới mời cung tiên sinh vào Trường Lạc cung lánh nạn.
Ly công nói cái gì đi. Trẫm cũng sắp chết rồi. Trẫm muốn hàng vạn người phải chết chung với trẫm. Còn có ái nữ của ngươi nữa. Còn có giang sơn bạch thị của người chết chung nữa kìa. Trẫm đã để lại gì chiếu? Lỡ trẫm có mệnh hệ nào, Tiểu Chu lập tức lên ngôi. Trẫm để lại giang sơn cho cô ấy, trẫm yên tâm vô cùng. Trẫm còn có thể cho mùi ấy một đội quân. Doanh Vô Ế ngươi là hung thủ hành thích đại tông chủ Thiên Khu, còn trẫm xả thân giết chết Ly Tặc. Sau ngày hôm nay, Thiên Khu võ sĩ đoàn sẽ hết giả trung thành. Chuyện tới hôm nay, ngươi vẫn còn tin vào đám Thiên Khu diễn dông đó hay sao hả? Trẫm và ngươi chẳng phải là hạng người diễn dông hay sao? Ly công diễn dông chuyện độc bá thiên hạ. Trẫm diễn dông trong giang sơn xã tắc của Bạch Thị này. Nha đầu vẫn còn chút hơi. Trương Thúc, lần này nếu như ta cũng không thể xông ra ngoài, không phải dẫn người rút binh, dẫn được người nào hay người đó, vậy nói lại với con dân Liên Quốc, là Doanh Vô Ế cùng con gái ông ấy diễn chinh tới tận chân thành Thái Thanh Cung, chỉ một bước nữa là đạp đổ cửa nhà hoàng đế của họ rồi. Ly công cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Còn kêu ta tự sát hả? Người chết trước chắc chắn chính là ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm gì hả? Ngươi, ngươi dám giết chết vua sao? Ta không muốn giết vua, ta muốn giết chết một kẻ điên kìa. Ta biết ngay con người thứ ba, nhưng không ngờ là Thiết Hoàng đại nhân. Ngươi cầm được kiếm thì đã sao? Giết trẫm hay không ngươi cũng chết. Trẫm kêu ngươi tự sát là muốn ngươi chết trong thể diện đó. Nếu ngươi không nghe lời, ngày mai mọi người sẽ thấy một cái xác cháy thành than. Còn ai nhận ra đó là sư tử của Ly Quốc nữa? Không ngờ Thiên Khu thành chó săn của nhà Đế Dương. Thiên Khu không làm chó săn của người nào hết. Ngươi hãy vùi thân trong lửa, tế trời vì Bạch Thị của ta đi.
xông lên, không chờ một ai. Atula! 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 Atula!